Xin kính chào quý vị khán giả. Những câu chuyện văn hóa đời sống xã hội gần gũi của người Hà Nội sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi Hà Nội 18 giờ. Hà Anh và Xuân Thúy sẽ là những người đồng hành cùng quý vị. Trong phần đầu thời lượng của Hà Nội 18 giờ hôm nay, chúng tôi muốn bàn luận với quý vị một câu chuyện đang rất nóng trên mạng xã hội hiện nay. 47.000 lượt like và 22.000 lượt bình luận dành cho một bài đăng trên Facebook kể lại việc bản thân mình là người khuyết tật bị đối xử khiếm nhã khi đi ăn phở ở Hà Nội. Các bình luận ở dưới bài đăng thì đều nhận ý kiến trái chiều, quan điểm và các phản ứng cũng khác nhau. Vâng, tuy nhiên thì chúng tôi sẽ không vội bình luận về tính chân thực hay là đúng sai của những chia sẻ này, mà chỉ tìm hiểu thêm để đưa tới quý vị thông tin đa chiều cho một sự việc đang nổi trên mạng xã hội. Theo nội dung bài đăng trên tài khoản Facebook của anh này, cho biết anh cùng bạn gái đến một quán phở Hà Nội. Do bị liệt bẩm sinh, phải ngồi xe lăn. Khi anh nhờ nhân viên bê xe qua bậc tam cấp, họ đã từ chối với câu trả lời: quán em không có nhân viên để khiêng người như anh. Đến quán phở thứ hai, chỗ ngồi bé, chủ nhân bài đăng hơi chen vào chỗ bà chủ quán. Bà liền đứng phắt dậy, mắng nhân viên: ai nhận cái ngữ này vào đây ăn? Câu chuyện của anh Lâm ngay lập tức đã gây dư luận trái chiều. Người thì bức xúc lên án hai quán phở đã phân biệt đối xử với người khuyết tật. Người cho rằng câu chuyện của Lâm thật khó tin, gây tiếng xấu cho người Hà Nội và văn hóa Hà Nội. Nhiều ý kiến chia sẻ chưa từng gặp quán ăn nào kỳ thị người khuyết tật, thậm chí còn rất đồng cảm và hỗ trợ những người khuyết tật. Có những người đưa ra phân tích, giả sử có chủ quán khó tính, đuổi khách, thì người ta cũng không bao giờ dùng những câu như vậy. Những câu đuổi khách này nghe rất không thật. Có người thách thức nêu rõ địa chỉ của hai quán phở để làm rõ thực hư. Thậm chí có người đã nhắn tin tố cáo hành động tung tin giả mạo tới trang Facebook của Công an Hà Nội. Liên quan đến vụ việc, đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin sự việc. Hiện đơn vị này đã vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc này. Vâng, và ngay trong chiều nay, phóng viên của Hà Nội 18 giờ đã đến quán phở được nhắc đến trong bài đăng hút view ở trên. Vâng, và cuộc đối thoại khá cởi mở và bà chủ thậm chí còn cho chúng tôi phần trích xuất từ camera của quán ngày hôm đó. Quán phở này hoạt động đến nay đã 60 năm. Bà Thu, 73 tuổi, tiếp quản tại quán từ dòng họ, đã đứng bán hàng được gần 30 năm. Trong vài ngày qua, việc quán bỗng dưng nổi tiếng bất đắc dĩ được dư luận xã hội quan tâm bởi một bài viết trên mạng xã hội. Hai vợ chồng cậu ấy đến thì có nói là bán cho cháu hai bát phở. Thì tôi bảo là nếu cháu mà đi cả xe lăn thì ngồi bên kia ăn cho nó rộng rãi. Thế là vừa ăn vừa uống, chỉ cần một người mua một cốc nước thôi thì ngồi nó rộng rãi. Chứ trong nhà chật thế này làm sao mà bê xe vào được. Ghi nhận thực tế, không gian quán phở này có chiều ngang khá hẹp, lượng thực khách đông. Thì các cháu nhân viên nó bảo bê vào được bà. Thế thì coi là cô ấy lưng cái xe đẩy vào thì nó dẹp hết cả đồ đúng như này. Nó nhân viên nó dẹp đồ tôi ra để cho xe vào đây, ngồi đúng vị trí này. Trích xuất camera tại quán, hình ảnh cho thấy người khuyết tật được nhân viên quán thu dọn đồ để xe lăn có thể di chuyển vào quán. So với câu chuyện của thực khách kia chia sẻ trên mạng xã hội, có thông tin không trùng khớp nhau. Đấy, em dẹp đồ đúng ra. Anh ấy ăn ở đây lâu năm rồi, thì anh ấy đến đây, thì mưa gió thì bác Thu, bác có bảo bác, à bảo chú là chú ăn phở, chú ngồi bên kia. Cô trích xuất ở trên cam ấy đúng không? Vâng. Thì cái hôm đấy khi mà khách vào thì cô có giúp họ cái gì không? Và khi khách về thì cô có giúp họ? Có. Khi khách về thì cũng, đấy chú nhìn cam, chú biết đấy, cũng dẹp đồ cho chú vào, chú lăn xe vào đúng không? Chú nhìn thấy cái cảnh mà ở trong điện thoại này. Mình sẽ bê cái rổ bánh ra để cho chú lăn xe và chú ngồi vào chỗ đấy. Dư luận thì đang chia thành nhiều luồng thông tin, người bênh, người chê. Còn với người trong cuộc, cụ thể là quán phở này, thì bản thân họ cũng đang dư âm nhiều cảm xúc không vui. Còn cái câu nói mới đưa lên ý, tôi khẳng định với mọi người là tôi cũng hề nói. Theo bà thì khi mà cái việc mà cần trao đổi với nhau để một là vẫn là cái khách đến đúng không ạ? Hai nữa là vẫn duy trì chỗ ngồi. Vâng. Liệu rằng ở phía quán có một cái cách nói nào đấy làm cho người ta hiểu sai ý không? Nói thì cũng có cái gì là sai ý cả. Kể cả nhân viên đấy, các cháu nó phục vụ tốt lắm. Nói chung là nó nhiệt tình, nói thẳng là nhiệt tình.
Đến bây giờ xem trên mạng thì mới thấy nói lên những cái lời này, nhưng mà những cái câu mà nói là cái ngữ này thì thật sự chị chồng này không hề nói câu ấy. Chị cũng không biết đường ăn nói những câu ấy, nói thật như thế, không để ý câu nói. Đến bây giờ xem cái này mới biết là người ta nói câu là ngữ này, còn nhà này không bao giờ dùng cái câu từ ngữ thế cả. Sao hôm nay lại như thế, đâm ra thật sự cũng là buồn lắm. Nghe như này là buồn. Và trong các trường hợp thì chúng tôi vẫn tin rằng dù câu chuyện này có chân thực hay không, thì những điều tốt đẹp, những hành vi ứng xử văn minh giữa mọi người với nhau vẫn chiếm số lượng áp đảo. Vâng, đâu đó thi thoảng chúng ta vẫn nghe được những câu chuyện phiền lòng. Nhưng cũng rất nhiều lần chúng ta chứng kiến những hành vi văn minh như khi được nhường đường thì cúi chào cảm ơn của các em sinh viên hay nhường chỗ xếp hàng cho người lớn tuổi. Và ngay cả khi bị phiền lòng bởi một ai đó thì không chỉ riêng những người khuyết tật mà chúng ta cũng vẫn luôn nhận được và luôn tin vào những điều tốt đẹp trong xã hội. Trong những cuộc sống hàng ngày thì ngoài những cái việc mà mọi người yêu thương giúp đỡ thì vẫn có những người ta, ví dụ như là có những chuyến xe người ta nhìn thấy là mình đi xe lăn chẳng hạn, hơi cồng kềnh thì người ta không muốn chở. Như đó 10 người thì cũng 100 người thì cũng chỉ có một người như thế. Một vài nơi công cộng với mình nhờ người ta gì đó thì người ta sẽ nói rằng là bị như thế này thì ở nhà chứ đi ra đường làm cái gì. Họ không nghĩ được là người khuyết tật cũng phải mưu sinh giống như là những người không khuyết tật khác. Nhưng đó chỉ là những trường hợp thiểu số thôi. Còn thường thì hiện tại bây giờ thì với cái thực trạng hiện tại bây giờ thì mình nhìn thấy rằng là mọi người ở trên ngoài cộng đồng cũng rất là yêu thương và giúp đỡ những người yếu thế hơn. Còn lúc trước hoặc là tôi bị trêu, những người đấy bảo tôi là thằng dị tật. Đấy là một điều xúc phạm và cảm xúc là hơi buồn. Đối với bản thân tôi thì tôi chưa gặp trường hợp là bị phân biệt đối xử. Còn về câu chuyện những người xung quanh tôi ấy, thì có câu chuyện như này. Hồi đấy là tôi đẩy một anh đi xe lăn. Chúng tôi là đi muốn mua một cửa hàng, mua quần áo ấy, một cửa hàng quần áo. Thì mới đi qua thôi. Mới đi qua thì thấy cửa hàng này đồ đấy cũng mới ok. Thì quay lại để mua. Thì chủ hàng ra bảo không bán. Như kiểu đuổi đi ấy. Thì trên trường hợp đấy là có, trừ trường hợp phân biệt đối xử là có nhưng mà cũng không nhiều. Tôi cũng chưa hiểu lắm ở cái trên mạng hôm nay nói về một cái trường hợp đó thì cũng chưa rõ lắm. Nhưng về cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là mười mấy năm làm việc cùng với người khuyết tật, đi hoạt động rất nhiều lĩnh vực trên địa bàn thủ đô thì tôi chưa thấy có một cái sự phân biệt đối xử nào đối với người khuyết tật cả. Và người Hà Nội có thể nói rằng là họ rất là nhẹ nhàng và họ luôn luôn quan tâm giúp đỡ đến người khuyết tật. Tôi nghĩ rằng là ở đâu cũng thế, cũng có người này người kia, có số ít là người khuyết tật do nhận thức không đầy đủ, họ cho rằng là họ phải được xã hội, tức là xã hội phải quan tâm đến họ. Họ có tức là có một số rất ít họ nghĩ đến vậy. Chính vì vậy cho nên là những cái sinh hoạt đời thường chỉ cần có một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng thôi cũng có thể người ta sẽ có một cái sự tự ái rất là lớn ở người khuyết tật. Cái điều đó thì tôi ở cùng với các bạn là tôi hiểu. Có những người ta không xấu nhưng mà người ta chưa gần với người khuyết tật bao giờ cả, người ta ngại đó, người ta không biết thế nào, thì đấy cũng là thực tế. Thế thì nếu chung quy lại mà nói thì có thể nói rằng là mười mấy năm hoạt động, tôi thấy rằng là chúng tôi nhận được cái sự quan tâm hỗ trợ rất rất nhiều của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Từ những chia sẻ này thì có thể thấy dù là ai thì trước hết mọi người đều bình đẳng, đều cần chấp hành pháp luật, tuân thủ theo thuần phong mỹ tục. Mọi người đều cần và được cần đối xử bình đẳng. Và để Hà Nội ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn thì hãy bắt đầu từ những việc nhỏ hàng ngày. Người tham gia giao thông thì có hành vi lịch sự hơn, người bán hàng thì văn minh hơn, người dân thì hiếu khách hơn,
để Hà Nội không chỉ là một đô thị đẹp mà còn là nơi đáng sống, một điểm đến hấp dẫn.